không tính gì đâu không. Rồi quý vị ơi, một kim giòn 1510 200k bao ship toàn quốc. Đây là một cái kim giòn, trước tiên cho coi tỷ lệ trước đi. Đây trời xanh vậy đó, quý vị cứ tự ướm tỷ lệ nha. Rồi bây giờ bắt đầu tới ngón tay tôi. Đây nè, gốc của nó đây nè, cành nhánh nó đây nè, cái tàn nó đây nè. Đó, thấy thấy không? Thấy cái tàn chưa? Rồi ha. Quay ở dưới, quay cho coi cái dưới luôn nha. Tàn của nó vậy đó nha. Để quay mặt sau. Mặt sau đây. 7 giờ đó quý vị, nghe chuông nhà thờ rung chưa? Rồi 200k là bao ship toàn quốc nha. Chuyển khoản mới giao cây nha quý vị. Đó cái tàn nó đây nè. Đó cây này cũng trực lắc luôn đó nha. Rồi xuống đi con ơi.